Đây chương trình thu băng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đây là quyển thứ nhì. Kính thưa chư quý đồng đạo và quý thính giả, tiếp theo quyển kinh thứ nhất, Đức Thầy đã sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt để tiên đoán những tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra cho nhân loại. Ngày 12 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết tiếp đến phẩm thứ nhì, nhan đề Kệ Dân của Người Phùng. Phẩm kệ này dài 476 câu, văn thất ngôn trường thiên, xuất bản lần đầu cũng trong năm sáng tác. Kệ này khởi đầu bằng câu Ngồi Phùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu Ta ra sức dắt diều bá tánh. Để đầy đủ thêm cho quyển thứ nhất, ở đây Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân loại, vừa khuyên mọi người làm lành lánh dữ, chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những tư tưởng dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự giới tu lè đời, theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, mà xưa nay có mấy ai thành. Hoặc là tu vô vi chẳng cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hay là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người hãy bền lòng tìm Phật trong tâm, bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, cho nên Ngài mới phải khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Trân trọng kính mời quý thính giả và chư quý đồng đạo nghe phẩm Kệ Dân của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi cùng trí đói nhìn cuộc cơ thế, thấy dân mang số thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thầm thiết. Bạc không cánh đổi tai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức cơi ruột, tham vợ con đói rách đùm đeo. Gắm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng da mắt. Nhìn cuộc thế đổi tai quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút khi mỗi thay. Nẻo thành suy như thể tôn bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra, cùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Trai chung liệt đáng trai hiền hảo, gái tiết trình lời thánh nó hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sương.
Đời con thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tôn với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền tiếc niệm Di Đà. Mà mai sao thoát đi khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của cuộc thi dương thế ngày nay mỏng mạnh, bà sang ở giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát nhà thoàng, sao mới khỏi hầm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp đi hoàng cầu thiết thiết đi tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm đi bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách đi cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sánh đi lắm sang, sao sẽ có nhiều điều dính hành. Coi trần thế hết suy tới thành, hết đâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân ơi, chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biến nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp đi hoàng cầu đổi xác đi thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sắc thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bốn.
thú dị kỳ. Nó trong ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học ta đạo làm điều tà mì, theo vị đoàn mi cũng kiến tinh tàn. Thì sau này gặp chuyện thiết kế tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghinh tân yểm mơ cựu, học ai mà ngăn ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha ơi khinh về Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tồn trong y đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyến hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tính ngộ, giả bán buồn mi thức giấc kỳ người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuân mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn xóm làng cứ ghét đi điên cùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tâm. Nghe điên dạy sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc vàng xanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay ở đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiếng thấm. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương cùng gái non kỳ. Bởi Võ Dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gom mấy ba thức, nơi pháp y tràng trị kẻ hung đồ. Được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô,
bồn đảo ráng mà trì chi. Xua bay ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm điểm trần cảnh khổ dơi dơi, lao giới khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xoay trụ kiệt, mất đi cơ đồ lại bị lừa theo. Thường bình dương bắt chước thúng nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng sớm muốn nghe thì chết. Vì khi tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điện chẳng có ơi này. Lòng yêu dân ơi chẳng để vắng dài, cho bổn đạo giải quay niệm Phật. Việc đi xài đến đây truyền tử thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hài nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mới thịnh, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xỏ cũng không no béo. Đời muôn hạ ngày nay mỏng mèo, khuyên thế trần hãy ráng kiên vàng. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo tự đai kim, chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ đời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc để sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều điều tai khổ, cùng thương dân nên phải hết đi lời. Dạo Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Giải đạo
về thương Nam Việt, ở Cao Miên về mến Tân Quan. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sáu tỉnh nhiều điều ta mi, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trăm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chân, chừng lắp hỏi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời, khung dài dân chẳng dám nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tấm thân già ca, cảnh trần thế mặt ai thông uy thả. Chớ lòng ta chẳng đắm đi hồng trần, có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến dịp ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cánh tay thiên bảo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được tơ hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát đi khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bệ Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tôi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết đi trọng tuổi già. Ra tình y tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc đi hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sửa lòng người. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài nói quyển sắc thanh hiền, ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật khi coi đời, cõi hạ giái rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai
Phật chớ nên say bùi. Kẻ phú quý đừng giống cơm nguội, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. Đà nhìn xem khắp đi cõi đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đắng có hưởng nhờ. Chốn ý hồng trần nhiều cánh nhốt nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh. Chốn tự điểm ta đừng có nhìn vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vết măng đều nhớ nhuốc. Muốn tu tịnh nay đã gặp đi cuộc đức Di Đà truyền mở lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dài. Nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Hãy dẹp tâm tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn ý hồng trần nhiều nỗi thầm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm ở làng thưa thớt quạnh yêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ cùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều má bị, mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức minh dương ngự chốn Nam Thành,
đặng phân xử những người bội nghĩa. Chung giới hiểu ta nên trao trẻ hiền giới lương ý bốn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tâm với ba tánh vạn dân vô sự. Đời muôn hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tô kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếp điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặc khi trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rè. Nay khùng đã già quá trẻ nên giữa ý đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đèo những cây giới củi, đắp xi măng sơn phết đi đặt tên. Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô gì chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho ấy già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê
của cùng. Đằng sau xem liệt quốc đi tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép là biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiêu. Kẻ tà gian sao bị lừa thiêu, người tu niệm sống đời thương cô. Cùng dân lệnh Tây Phương Phật cơ tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long qua chọn kẻ tu mi, người hiện đức đắng phò chân thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá chéo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ấp. Hỡi ba tánh rừng sâu cối mạch, tuy u minh mà có đơn giản. Linh Quan Âm dạy biểu cùng tròn, cho bổn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò phí, mượn kính luân tụng mướn lấy tiền. Chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có ở rò. Theo thần tố tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ từ độ sanh, là đổ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trai ở đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh quang phú quý giàu sang, mượn tăng chúng đặng làm chữ yêu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung. Hồn lè khỏi xác, quỷ vô thường chắc xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đi đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rò. Tìm cực lạc đây rằm đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận
phận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn tùng hơn hà. Hãy tưởng Phật hay hơn ô re. Đã chánh đạo thêm còn sức cơ khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đáng được về cực lạc, thì giàu sang được nghi trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sáng tụng nghe thánh thoát, lũ nhân bông tập luyện đã rành. Đấu với đơn kèn trong nhịp sanh, làm ăn rắp đắng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân nghi ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tố bại đều tà mị, mà dắt diều ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc vi Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho mấy Phật giáo suy đồi. Tu vô gì chớ cúng chè soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cúng kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng tiếc thương ai, cung giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn trái chọt lao sao, bôi lên mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm lúc đi mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đó, ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hỡi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh.
trần gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là tiên là Phật. Thêm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu chẳng số kỹ thường dùm, có lỡ làm chơi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đối mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bổn đạo tâm tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần nhau. Kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diều đạo lý rằng đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư giải bớt dụng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thời, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giai tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hỏi công đồng xem xét hẳn hồi, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng gì kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dường vàng khó nổi thung dung, người bảo ác không còn tấm màng. Đường đạo lý chớ nên chán
tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào chi. Sao đến việc sớm băng kiệt thủy, khùng thám thường ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt khi rưng rưng, cành áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt, cho bá vàng rõ biết người phùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chớ lục tự trị tâm bất diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép đi hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ đây buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tướng niệm cánh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chăng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vàng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bảo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giống dài khó hiểu. Cờ đã tất còn chờ nước cơ chiếu, mà còn ăn con chốt khi làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cùng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt dìu ba tâm. Bửu ngọc vàng lấy rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo một mơ cầu. Nam mô Tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.